thằng 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 cái gì vậy? Em mua, em mua, em mua, em mua. Cái này chị Năm à. Cái này là móc móc lên cái cổ chị Năm là đẹp lắm nè, chị Năm móc. Cái này nó hợp với con của chú ơi, chú ơi. Bán cổ chị Năm đi bán luôn. Xuất sắc luôn. Trời ơi, đẹp quá. Đẹp quá, đẹp quá. Lần đầu tiên tôi thấy con chú ơi. Trời ơi, sang trọng quá. Ôi, đẹp quá. Ê, xin đi, xin đi. Đẹp không con? Trời, lông lành quá chị ơi. Đẹp thiệt ha. Phải nhờ uy tín của tôi mới mượn được về cho mọi người coi đó. Trời ơi, chớp đẹp quá trời ơi. Chụp hình đi con. Đổi kiểu trời ơi. Đúng là con sang á, đeo gì cũng sang hết đó chú. Này của nữ mà, Vũ. Quá đẹp quá. Ủa, đẹp quá, đẹp quá. Ờ, này của nữ mà. Vậy gì? Của nam là cái nào vậy? Của nam không có em ơi. Cái này của nữ không ông ơi, nam đâu mà nam. Ủa vậy đẹp quá, đẹp quá. Đẹp không? Em mấy đứa đẹp không? Đẹp không? Đẹp đẹp đẹp. Chớp đẹp quá. Nè, chị Năm coi nè. Nè. Nè coi kỹ có phải không nha. Nè, đeo vô nè, dựng thấy giả. Ủa, cái gì vậy? Nó. Ủa, sao giả? Sao vậy trời? À, ý là đồ thiệt mà đeo lên người của tôi đó. Trời ơi, sắc chú ơi. Trời ơi, đẹp quá luôn. Em mượn cái đám chụp anh Vũ ơi. Đồ này đồ của nữ mà. Trời ơi, em mượn coi. Đẹp quá, trời ơi. Cái gì vậy? Ê, chụp cái đó cho tôi cái đó đi. Từ từ, từ từ, tôi chụp. Tôi chụp cái một, trời ơi, bà cứ từ từ. Bà cho tôi đi, chụp đi. Mấy đứa nhỏ này. Ê, Vũ nè, cầm nè, bà hang. Đi lên tôi chỉnh hình coi. Cái gì? Ủa sao móc quẹo được vậy? À đây em sorry. Móc cái não anh, nãy giờ móc cái não anh. Trời ơi. Xin lỗi. Còn cái gì nữa? Đẹp quá. Chú còn quá đẹp quá. Đẹp không? Đẹp không? Cái này là đeo cổ hay đâu ta? Đây cái này, đây. Mê cái này có tiền. Trời ơi, cái hộp này y chang như là cái. Chị có cảm giác nó giống cái hộp gì không? Giống hộp mít. Trời ơi nè. Cái này giống hộp mít đâu mọi người? Trời ơi, chưa bao giờ tôi thấy. Trời ơi, nó bự vậy nè. Hộp tròn mà kêu hộp mít thì nó bự quá nè. Trời ơi, con nhỏ này cẩn thận quá. Hết hồn. Nó mà rớt một cái, trời ơi, tiền đâu đến. Còn nguyên hộp. Không rớt một cái này nha chứ, hộp còn nguyên. Mà nó to gì là mắc lắm luôn á hả. Cái nhẫn đâu? Cái nhẫn. Nhẫn nè, nhẫn đang đeo nè. Cái nhẫn đang đeo nè. Cái nhẫn, trời ơi, tháo ra đi. Chi vậy? Của em đang đeo mà. Cái nhẫn tháo không, ra. Của em tự nhiên sao? Em đang đeo mà tự nhiên tháo. Cái này của con gái mà lên. Con. Ê, trời ơi. Rớt hoài à? Được, không sợ mà rớt vậy trời ơi. Chết rồi. Anh Vũ nè, người ta nói của con gái rồi. Trời ơi. Bài hộp luôn nè. Hả? Vũ ơi. Trời đất ơi. Sẽ chết rồi. Đứa nào? Vũ ơi. Sao còn cái cùi không vậy? Trời. Chết rồi. Trời ơi. Những mặt hả? Không phải. Tại bên đây giật lại. Anh Vũ con trai và con gái. Chú ơi, cái này nhiêu tiền vậy? Giật cái đó hỏi sao? Em chó mà. Anh gần chết luôn anh Vũ ơi. Chết rồi anh Vũ ơi. Bấy nhiêu? Cái này nhiều tiền vậy chú? Chú ơi. Nhiều lắm. Bây giờ lấy cái này đền cái đó được không? Đền đi. Đền nè. Trời ơi, rít mẻ không sợ của người ta. Vậy? Trời ơi, mắc tiền lắm. Em không có tiền. Cho nó dắt cái hộp ra. Trời ơi, trời ơi, cái này nó dán keo con chó mà, nó dễ dàng lắm. Hả? Keo con chó hả? Vậy chút xíu lấy keo con chó dán lại. Ủa sao kim cương mà lấy keo con chó dán? Ủa ai nói này là kim cương? Mới nói, anh nói đem cần coi kim cương thì đem kim cương về. Dạ, cái này là hộp giả thôi, giả dạng kim cương thôi chứ không phải kim cương. Ủa vậy cuối cùng là nãy giờ coi hộp giả. Trời ơi, mấy người nghĩ sao công ty người ta, công ty lớn, người ta đâu có khùng, người ta đưa hộp kim cương thiệt cho mình chi. Trời ơi. Trời ơi. Ờ, chú thấy người ta không biết cái chú ra đây chú khè chú làm màu làm anh nãy đang làm con chụp thì... con chụp 80 tấm hình con đăng lên mạng rồi tôi cũng vậy nè cười cười chê con à, mệt quá giải tán ai làm việc đó đi gì đâu không chán, à nói anh không lẽ giờ anh cù bắp thì anh mượn đồ cù bắp về cho mấy người này kỳ ta mượn đồ cho mấy người con mà mấy người xài xể tôi dữ vậy chán trời là trời tôi làm gì tốt mà. Trời ơi là trời, chương trình quay xong hết rồi. Bây giờ khẩn trương tháo nữ trang trả cho người ta đi nào. Đây nè, đang gom đây nè. Trời đất ơi. Gom được. Gom được vô đây nè. Còn ai gom đâu nữa thì đưa cho ổng đi. Có nhiều tiền đâu mà quá. Sao biết nhiêu tiền? Sao biết nhiêu tiền? Cả một gia tài cũng nhiêu tiền. Trời ơi, đồ giả mà. Chứ phải đồ thiệt đâu. Nhỏ này. Mình đã xấu, mình đeo cái gì cũng xấu. Chú sao? Mình đẹp là mình đeo gì cũng đẹp. Công ty này mà con xấu ai đẹp? Con không có xấu, nhưng mà con đen. Ê, body shaming quá vậy? Không, nói thẳng mà, thiệt mà. Sao kỳ cục vậy? Tháo nhẫn đi chứ. Trả luôn đi mà bà. Cái gì? Này. Này của con mà. Trời đất ơi, hàng riêu, hàng thiệt của con. Tuy nó nhỏ nhưng mà nó là hàng thiệt, kim cương thiệt.
Chả ăn lỗi vốn à. Chào quá. Nè rồi. Anh em gửi anh nè. Ủa sao giờ... từ nãy giờ lâu quá vậy? Không phải tại đưa mấy người ta quay xong thì mình em cầm theo chứ nãy ở trong đây đâu có ai đâu. Chắc thấy ai đẹp đẹp giả bộ đưa theo. Mà công nhận đồ giả mà nhìn nó đẹp ha, lấp lánh. Mẹ, không phải đẹp ha. Anh... ơi, còn trong quá bọc trời nữa. Quá trời một bọc luôn. Đổ ra đổ ra. Nhìn cưng ha. Trời ơi mấy cái đồ này chợ mà chịu chắc bán xề xề mấy ngàn bạc. Dạ đúng rồi, nãy là để làm cái cái này lắc á. Thôi ơi, rồi bông tai hả? Dạ. Bông á. Bông kiểu mới. Kiểu mới bông tai. Hồi nãy đeo bông với cái này cho người mẫu nào? Dạ. Chị Năm mặn. Hoa hậu hoa hậu thôi bệnh quá đi, dạ, bỏ đi. Qua. Dạ. Bôi đen liền. Là sao rồi? Bôi đen. Hoa hậu đeo nè. Qua của trái đất anh hiểu không, nhìn nó gần gũi với lại thiên nhiên vậy. Qua bên đi, tôi không ngờ luôn á, thiệt, nghĩ trong bóng tay vậy. Rồi được rồi, để tôi kiểm tra coi. Dạ kiểm tra đi anh. Dạ còn cái hộp đâu, xong đưa cho ổng cái hộp đâu. Thôi ba cái đồ này mấy bỏ cái hộp này có chi? Gì đâu, một bụm vậy. Anh đưa một người ta, đưa anh một bụm này, anh đưa ấm là một bụm, anh đưa lại cho người ta đó. Rồi gom thế mà con nói chuyện với chú nha, cái này mà chợ bà chịu nó bắn sèn sèn nguyên một rổ luôn, có mấy ngàn đồng bạc. Lấy làm gì quá hả? Ba cái đồ quỷ trong tay. Khoan. Dồn vô cái gì? Ủa sao thiếu cái nhẫn? Nhẫn gì? Sao thiếu một cái nhẫn? Cái này đó, không cần thiết. Cái nhẫn đâu? Cái nhẫn gì? Nhẫn gì? À? Em có cái nhẫn, em đâu, nãy giờ em không nhẫn nha. Em không nhẫn nha. Cái này của con nha. Của con nha. Lột hết em... rồi nha. Một cái nhẫn kim cương. Em chỉ bông tai với lại dây chuyền với lại đây bông tai. Lắc. Đó. Tụi cái nhẫn đâu vậy? Em đâu có làm nhẫn đâu mà biết. Trời ơi mà chú ơi, có gì đâu, bây giờ mất cái này đi ra chợ mua cái khác giống vậy nhiều. Ba cái đồ giả này có gì đâu, đưa anh bụm thì giờ anh để lại bụm đưa, nhiều khi người ta cũng không kiểm tra. Ủa mấy người nhẫn mặt hả? Không có cái nhẫn cái cương đó là phải thền cho người ta đó. Trời ơi, hai ba chục à. Con thền cho. Đất nhiên trăm ngàn không con thền cho. Tôi chia với bạn. Ờ, trăm ngàn mấy ly trà sữa. Chủ yếu là cái quay hồi nãy mình lấy được hợp đồng của khách hàng là được rồi. Có thiệt là thền được không? Được. Đồ giá mà nói cái ai gì mà. Cái nhẫn nó biết trị giá nhiêu không? Chia làm năm luôn. Một, hai, cái nhẫn nó biết bao nhiêu không? Nhiêu trời, 20 ngàn chứ nhiêu. 200 triệu. Hai trăm. Giận. Là sao? Trời ơi, ông là sếp nghe, ông nói chuyện đâu, đừng có nói chuyện giỡn vậy nghe, tự nhiên 200 triệu đâu đây. Cái mặt tôi giống giỡn lắm hả? Cái đó là đồ thiệt đó, ai nói đồ giả vậy? Kỳ trước bữa hộp đem tới. Nói. Bữa trước là đồ giả, nhưng cái bữa nay là đồ thiệt. Gì mà giả giả thiệt thiệt vậy chú, là... Chú vậy bởi không biết đường phân biệt. Rồi giờ rốt cuộc là chú đang nói giả hay chú đang nói thiệt nè? Đang nói thiệt luôn. Chú đang nói thiệt đúng không? Đang nói thiệt là cái đó là đồ đó. Giả nhưng mà đồ thiệt. Trời ơi là trời, tôi đã nói rồi mấy người ơi, đừng có lặp đi lặp lại nữa. Cái đó là 200 triệu đó. 200 triệu vẫn là tiền thiệt hay là tiền giả? Tiền thiệt. Chết rồi, 200 triệu hả? 2 triệu, ủa nãy ai vỗ ngực xưng tên? Tôi đền. Con chia đôi nữa. Ai? Con đền cái giả thôi, còn cái thiệt con không có trách nhiệm. Nãy ai dựa chứ không? Tôi nói mấy người nghe cho rõ đây. Phải kiếm cái nhẫn nó bằng được. Còn nếu như không, tất cả sẽ bị trừ lương. Trừ lương đến bao giờ đủ 200 triệu trả cho người ta thì thôi. Trời ơi. Con gọi cho người ta rồi, người ta nói là người ta đã trả lại cho mình rồi. Nói sao người ta còn tự nhiên ta chửi quá trời luôn. Ủa sao vô duyên vậy? Tự nhiên người chửi con. Hỏi gì mà chửi? Tại con hỏi người ta là có ăn cắp không? Khôn ghê. Con này thiệt. Khôn ghê ha. Nói vậy giống như là du khống người ta đi ăn cắp rồi.